chuyện truyền thanh câu chuyện truyền thanh kính thưa quý vị và các bạn lực lượng công an nhân dân của chúng ta từ nhân dân mà ra vì nhân dân phục vụ cho nên trong những năm qua đã có rất nhiều tấm gương tiêu biểu xã thân quên mình của những người chiến sĩ công an để bảo vệ tính mạng tài sản cho quần chúng. Những việc làm ấy đôi khi rất thầm lặng, thầm lặng như công việc hàng ngày của người chiến sĩ công an, trung giới nước, hiếu giới dân. Trong chương trình câu chuyện truyền thanh của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một trong những việc làm vô dàng ý nghĩa và hết sức cảm động của các chiến sĩ công an trong việc giữ gìn an ninh trật tự xã hội giữ sự bình yên cho cuộc sống của nhân dân qua câu chuyện truyền thanh Niềm tin của tác giả Thanh Nho. Nội dung câu chuyện ấy như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi qua phần tham gia thể hiện của Hồ Trải, Giai Chú Tư, Tường Duy, Giai Thanh, Minh Sơn, Giai Hoàng Tân, Ngọc Loan, gia Ngân, Người Yêu của Tân, Minh Hiển, Giai Hai Rô, Kim Cương, Độc Lời Dẫn, Biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn. Bên một bờ sông vắng, Kiều Ngân ngồi chờ Hoàng Tân từ khi hoàng hôn vừa buông phủ. Nhưng mãi đến trời tối đen, Hoàng Tân mới xuất hiện. Anh Tân, sao anh đến trễ quá vậy? Báo hại em ngồi chờ mũi cắn muốn chết à? Ờ, xin lỗi, anh có việc đột xuất nên... Lần nào trễ hiện mà anh không có lý do. Bữa nay á, anh hẹn em ra đây có chuyện gì không? Anh hẹn em ra đây á, để báo một tin không vui có phải tình yêu chúng mình có chuyện không hay không anh phải đó em có phải vì chuyện anh nghèo đúng không cho nên anh sẽ quyết định rời xa nơi này để đi ra tỉnh đi ra tỉnh để làm gì rồi anh sống sao đây anh định xin vào làm công nhân rồi anh sẽ dành dụm một số tiền mua cho em đôi bông làm xính lễ không ổn đâu anh hay là anh về thưa lại với má cứ qua gặp mẹ em điều đó càng không thể được sức anh như vậy á mà sắm cho em đôi bông không nổi thì bà con lối sớm họ cười vào mặt anh đây nè anh khoan tính vụ đó đi để em lựa lời nói với mẹ em xem sao ngày mai á anh vẫn phải lên tỉnh coi tình hình như thế nào cái đã thôi trời cũng khuya lắm rồi mình đi về đi em tân và ngân chia tay ra về khi tân vừa đi ngang qua nhà chú tư thì bỗng chú tư trong nhà chạy ra la lớn lên bắt nó nó là thằng ăn trộm cái tia gì ngay lập tức chú chụp ngay khúc tre đập tân một cái vào ống chân khiến tân quỵ xuống ăn trộm ăn trộm tao đánh cho mày chết nè chết nè chú tư chú tư con là tân đây mà chú đập gãy chân con rồi chú tư ơi đánh cho mày gãy chân luôn để mày bỏ cái thói đi ăn trộm con có ăn trộm gì của chú đâu chứ tự nhiên trong nhà chú chạy ra đánh con rồi la làng như vậy con không hiểu gì hết trơn á mày đưa hai cái tay ra đây Sao chú lại trói tay con Con có tội gì đâu Chú nói rõ ràng đi chứ Mày đừng có già hàm để chạy tội Khi tới trụ sở công an á thì mày sẽ rõ Chú không được phép trói con Mày không đưa tay cho tao trói lại hả Thì tao sẽ nện cho mày thêm mấy cây nữa là rồi đời nha con Đưa tay ra lẻ lên Ông Tư đưa cây lên định đánh nữa Tân sợ bị đánh nên đành chịu đưa tay ra cho ông Tư trói lại Trong lúc đó Kiều Ngân nghe có tiếng la Nên dội quay trở lại Thấy chú Tư nên hỏi Chú Tư, có chuyện gì mà nghe chú la làng vậy chú? Đó, thủ phạm đang ngồi một đống kìa. Ủa? Anh Tân, chuyện gì vậy chú Tư? Đây là thằng vào nhà chú trộm cái tivi. Chú đã bắt tại trận và sẽ đưa nó lên công an. Đứng dậy, đi mày. Chú Tư ơi, con xin chú, chú lầm rồi đó. Lầm sao được? Tao thấy sờ sờ trước mắt mà, không nói nhiều. Đi mày. Tại trụ sở công an xã, Chú Tư vào gặp Thanh là công an đang trực ca. Chú Tư, có chuyện gì mà nửa đêm chú đến đây vậy? Con mời chú ngồi, mời chú uống tách trà cho khỏe. Còn hai người ngồi ở ngoài kia là ai? Sao chú không mời vô luôn? Đó là thằng ăn trộm cái tivi nhà chú. Chú dẫn nó lên đây để công an tra hỏi. Còn cô gái đó là người tình của nó. Chú dẫn anh đó vào để cháu hỏi cho cặn kẻ. Được, để chú ra dẫn nó vô. Ủa, cậu tấn cậu ngồi xuống ghế đi dạ để em đứng được rồi thì cậu cứ ngồi xuống ghế đi mời cô ngồi dạ em cảm ơn anh cậu tân giờ tôi hỏi và cậu nên thật thà trả lời những câu hỏi của tôi dạ chú tư báo á cậu vô nhà chú tư lấy trộm cái tivi chú tư á đã bắt tại trận sự gì có đúng hay không dạ không đúng không đúng không đúng cậu tường trình lại hết chuyện đã xảy ra cho tôi nghe dạ không phải em vào nhà chú Tư ăn trộm. Em chỉ bị chú Tư chặn đánh trước sân nhà, rồi phao du cho em là kẻ ăn trộm mà thôi. Cậu không vào nhà ăn trộm, sao chú Tư bắt cậu giải lên đây được? Chuyện đó anh nên hỏi chú Tư là rõ tất cả. Em không hề ăn trộm cắp gì cả. Cậu Tân à, tôi chân thành nói với cậu điều này. Luật pháp sẽ khoan hồng. Nếu cậu lỡ lấy cắp cái tivi của chú Tư, thì hãy mau trả lại cho chú. Nếu cậu khăng khăng như vậy, thì tôi điều tra ra thì luật pháp không tha thứ được đâu thưa anh những lời của chú tư là lời nói vu khống buộc tội người trong khi không có tan chứng quan cho anh tân lắm thưa đồng chí thằng này á nó lậm chữ tình mà không có tiền nên đi ăn trộm chú tư chú nói như vậy á có nghĩa là anh tân vì con phải không đúng bay nói không sai đó nó nghèo nó không có tiền vì thương yêu bay nên nó phải đi ăn trộm để có tiền cưới bay thì có chi là lạ đâu con tin anh tân là người có lương tâm thật thà và đạo đức thì không bao giờ làm chuyện mất lương tâm như vậy chứng cớ đâu sự việc đã rõ ràng rồi chú tư à qua sự tường trình của chú và lời khai của cậu tân đối chiếu với nghiệp vụ con thấy cậu tân không có dính líu đến vụ trộm này xin chú chờ đợi công an tụi con tìm ra thủ phạm đồng chí nói sao tôi đã bắt nó tại trận sao nói là nó không dính líu đến vụ trộm này đồng chí dựa vào đâu mà cho rằng là thằng tân không phải là thủ phạm Thưa chú, cháu có ba chứng minh. Ba chứng minh nào đâu? Xin đồng chí nêu ra rõ ràng. Chú nghe ba chứng minh này nha. Một là chú đã lớn tuổi thì làm sao chú bắt được Hoàng Tân rất dễ dàng, không có chứng cứ và tan vật. Hai là cái TV 21 inch, làm sao Hoàng Tân tẩu tán trong lúc cấp thời. Thứ ba, nếu Hoàng Tân là kẻ trộm, sao đôi dép vẫn còn mang dưới chân? Đó là ba chứng minh cầu Tân vô tội. Không, không thể được. Đồng chí xử như vậy tôi chưa vừa ý. Nếu vậy, chú có chứng cứ và tăng vật trong ba chứng minh của cháu nêu ra không? Nếu không thì làm sao cháu buộc tội cậu Tân được? Cái thứ nghèo khổ gặp của là nó xốp ngay. Đâu cần chứng cứ và tăng vật. Nghèo khổ nhưng người ta luôn biết tôn trọng theo luật pháp. Chỉ có người quá nặng nề thành kiến, bức hiếp người nghèo khổ mới đáng bị lên án đó chú. Những chuyện này nó đã rõ ràng rồi. Bây đừng có ăn nói trệt thượng. Thưa chú, nhiều khi có chứng cứ và tăng vật cũng bị quan ức nữa đó chú à đồng chí nói như vậy là rốt cuộc không ai có tội hết có chứ mình phải sáng suốt để tìm ra tăng chứng tránh cho người vô tội bị hàm quan ánh sáng chân lý là vậy đó chú chú lấy danh dự thề là chú không bao giờ bắt quan nó đâu chú yên tâm chờ đợi công an sẽ không để cho bọn tội phạm lọt lưới đâu Trong lúc đó, lực lượng công an đi tuần bắt gặp hai rô đang giáp một bao đồ ra đường lớn để đón xe lên tỉnh. Thế nghi ngờ nên anh em công an chặn lại. Sau khi hỏi rõ ràng, anh em dẫn hai rô về trụ sở công an xã. Thưa chú Tư, anh em trong lúc tuần tra đã bắt được hai rô, chuyển cái tivi ra lộ để đón xe lên tỉnh bán. Chú đến nhìn coi có phải tivi của chú không? Phải, trời ơi, thằng hai rô nó hại tôi mà. Vậy là quan cho thằng Tân rồi. Chú mắc cỡ với con hồng quá. Hai rô, tan giật đã rõ ràng. Hãy khai ra hết sự thật đi. Dạ, em... em không phải là kẻ trộm. Nếu cậu không phải là kẻ trộm, thì tại sao cái tivi của chú Tư á, lại do cậu chuyển ra tỉnh bán? Dạ, con... con của chú Tư nhờ em bán giùm á. Con của tao nhờ bay bán giùm hả? Có đúng như vậy không? Mày khai ẩu khai tả là chết đó. Dạ, mọi chuyện á, con nói đều là sự thật hết đó. Nếu chú tư không có tin á Thì bắt anh Tèo lên đây là rõ tất cả hả Hai rô Con chú tư trao cho cậu cái tivi trong trường hợp nào Cậu phải khai cho thật rõ ràng nha Dạ hồi tối á Anh Tèo kêu em ngồi bên ngoài hàng rào dâm bục á Chờ ảnh đem cái tivi ra Em ngồi chờ tới khuya mới thấy mở cửa Ảnh ôm cái tivi ra Đụng vô cánh cửa Làm chú tư giật mình thức dậy Ảnh vội nấp nhanh vào hàng rào dâm bục Nơi ảnh và em hẹn nhau á Chú Tư thấy cái tivi đã mất, vội chạy ra sân. Cùng lúc đó Hoàng Tân cũng vừa đi tới. Chú Tư vội chụp khúc tre, đập Hoàng Tân. Vì cho ảnh là cái trộm á. Anh Tèo thấy vậy nên vội đuổi ngay vô nhà luôn. Còn em đem cái tivi ra tỉnh bán. Vừa mới đến lộ lớn thì bị bắt. Trời ơi, đúng là nuôi ông tay áo. Tụi bay nội công ngoại kết á, thì làm sao mà tao đề phòng nổi đây? Con ơi là con! Sự việc đã rõ ràng rồi, Chú còn cho cậu Tân là kẻ trộm nữa không? Chú xin nhận lỗi trước đồng chí công an và hai cháu Tân với Ngân. Sự hồ đồ không phân biệt được người tốt kẻ xấu của chú đã làm ảnh hưởng uy tín của Hoàng Tân. Chú sẽ trả lại danh dự và sự trong sáng cho cháu. Nhưng mà trước tiên để chú hỏi thằng Hai Rô cho rõ cái đã. Dạ, chú cứ hỏi Hai Rô. Hai Rô, mày vào nhà tao lấy trộm cái tivi. Giờ mày đổ tội cho con tao chủ mưu là sao? Mày phải nói cho rõ Nếu mày nói gian á à, Sẽ bị ở tù đó Dạ Đó là do anh Tèo anh lấy cái tivi Đưa cho con bán lấy tiền để Để làm gì Để mua thuốc chích Lão Con tao có bệnh quản gì mà mua thuốc chích Dạ Ảnh bị bệnh Bệnh Con tao bệnh gì Nói ngay Ảnh bị bệnh nghiện ma túy đó chú Lão Con tao làm ăn lương thiện Sao mày vu cáo nó ghiền ma túy chứ? Anh Tèo chủ mưu trong vụ trộm này bảo con bán cái tivi để ảnh mua ma túy rồi ảnh cho con chút ít tiền đó chú vậy mày là tay sai của nó tội lỗi cũng do mày không có mày làm sao mà nó dám trộm cái tivi của tao con chú đã xa vào ma túy nên cớ sự mới như vậy giờ chú tính sao đây không có tính gì hết á cháu cứ làm hồ sơ đưa nó vào trại cai nghiện chú đồng ý đưa con chú vào trại cai nghiện rồi phải không ừ chú đồng ý đây không chỉ là trách nhiệm của một người cha mà còn là trách nhiệm của người công dân phải quét sạch ma túy trên địa bàn của mình. Chú quyết tâm cùng dân dân bài trừ ma túy như vậy là tốt lắm đó chú. Xin đồng chí Thanh bỏ qua cho sự hồ đồ của chú. Nay chuyện đã rõ ràng rồi, chú thấy hổ thẹn với sớm diện vì cái thằng con trời đánh này. Con nghĩ bà con sẽ thông hiểu cho chú, nhưng còn Tân thì chú nghĩ sao? Thôi, chuyện cũng không quan trọng lắm đâu anh Thanh. Quan trọng nhất là sự sáng suốt của các anh công an nếu không á, thì em đã bị quan rồi. Và với cái nỗi quan này thì ai mà giải đây? Ai thông hiểu cho sự trong sạch của em? Thưa chú Tư, con không buồn phiền gì chú hết á. Con chỉ mong chú Tư sau này đừng khinh người nghèo như tuổi con. Người nghèo không có tội gì đâu chú. Khinh khi họ thì tội nghiệp cho họ lắm. Chú cảm ơn con đã bỏ qua sai lầm của chú. Con còn nhỏ mà hiểu rõ đạo lý làm người để tha thứ cho chú. Đây là bài học mà chú phải nhớ đời đó con. Chú Tư à, sau khi vụ án này kết thúc, á, con sẽ có một ý kiến để mở hướng cho những hộ còn khó khăn trong xã mình, như trường hợp của Hoàng Tân, đó là giúp những thanh niên đầy nghị lực như Hoàng Tân lập nghiệp ngay trên chính quê hương của mình, và nhất là giúp Hoàng Tân và Kiều Ngân nên vợ thành chồng. Hay lắm, tốt lắm. Đúng là tuổi trẻ bây giờ tiến bộ thật. Công an lúc nào cũng lo cho dân, đem lại hạnh phúc cho dân mà chú thấy các con làm được công việc tốt đẹp như vậy á mà chú chạnh lòng vì sự hư đốn của con trai chú cũng do chú giáo dục không kỹ nó mới hư chú á sẽ giúp tân với ngân nên nghĩa vợ chồng trong khả năng kinh tế của chú dạ hai con rất cảm ơn chú tư và các anh công an đã tận tình giúp đỡ thôi có gì đâu hoàng tân công việc của chúng tôi á dù cực khổ khó khăn cách mấy miễn thấy người dân được hạnh phúc ấm no là chúng tôi vui rồi chúng tôi á là công an dân dân mà hoàng tân quý vị và các bạn thân mến quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh niềm tin của tác giả thanh nho chương trình câu chuyện truyền thanh của đài phát thanh vĩnh long do quỳnh thanh tuấn biên tập và dàn dựng đến đây xin tạm dừng hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng giờ giờ này thân ái chào tạm biệt